Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng loại World Cup giữa Ukraine với Scotland. Có thể thấy rằng dù gặp nhiều biến động nhưng mà Ukraine vẫn đang còn một tấm vé để có thể đi đến World Cup vào cuối năm nay. Và trong trận đấu lần này thì cả hai đội sẽ chiến đấu như thế nào? Hãy cùng với Thám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Thám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Scotland gặp Ukraine. Trận đấu diễn ra lúc 1:45 ngày 2 tháng 6 tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Một trong hai đội này nếu mà giành chiến thắng thì sẽ vào trận chung kết gặp xứ Wales để mà đến ngày hội bóng đá lớn nhất của thế giới. Scotland đang trải qua chuỗi trận ấn tượng khi mà trong 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup họ đều giành chiến thắng. Hai trận đấu giao hữu vừa rồi đều có trận hòa rất là thuyết phục trước những đội bóng có thể đánh giá là mạnh hơn. Còn về phía Ukraine, do cái tình hình chính trị bởi vậy thời điểm này họ phải đá giao hữu với lại các câu lạc bộ ở Ý và ở Đức. Trận đấu với một đội tuyển gần nhất là trận cuối cùng vòng loại World Cup với Bosnia, họ thắng 2-0. Chúng tôi đánh giá rằng Ukraine sẽ tiềm ẩn rất nhiều những điều khó lường. Mức kèo tài xỉu hiệp 1 là 0.75, cả trận hai hòa. Rõ ràng việc thi đấu một trận đấu để chọn ra cái tên xứng đáng nhất vào trận chung kết gặp xứ Wales cho tranh tấm vé đến World Cup sẽ mang đến một áp lực rất lớn cho cả hai đội. Cả Ukraine và Scotland ở trong các trận đấu chính thức gần đây họ đều chơi rất tốt với những trận đấu mà hàng thủ đá hay và hàng công cũng cho thấy sự hiệu quả. Chúng tôi nghĩ rằng trong trận này thì mặc dù là hàng công của hai đội cũng đang ghi bàn khá ổn định nhưng mà việc hàng thủ và thủ môn của cả hai đội chơi rất hay thì chúng tôi đoán cái trận này cửa xỉu là lựa chọn hợp lý nhất. Ở trận này là Scotland nằm cửa trên và chấp Ukraine 0.5 trái. Thành tích đối đầu của hai đội ở trong hai trận đấu gần đây là cân bằng nhau khi mỗi đội là thắng một trận. Scotland trong 3 trận đấu chính thức gần nhất họ thắng trước cả Đan Mạch này, rồi thắng Moldova, thắng quần đảo Faroe. Còn về phía Ukraine họ thắng Bosnia. Nhưng mà trong các trận đấu gần nhất là họ chỉ đá giao hữu với những câu lạc bộ thôi. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà đội tuyển được đá giao hữu với đội tuyển khác nó sẽ là một cái thứ mà có hiệu quả hơn nhiều. Và điều này là Scotland họ đang có được khi mà họ cầm hòa Ba Lan này, cầm hòa cả Áo. Chất lượng đội hình của Scotland cũng được đánh giá là nhỉnh hơn so với Ukraine. Trận này Ukraine nhiều khả năng còn không có sự phục vụ của cầu thủ tốt nhất là Zinchenko. Anh này vẫn đang ở nước Anh và chưa thể về hội quân cùng đội tuyển vì nhiều lý do về chính trị. Chúng tôi nghĩ rằng trận này việc chọn cửa trên Scotland là lựa chọn hợp lý nhất. Dự đoán Scotland thắng 1-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Thám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.